tan ra. Rồi lựa được gì rồi mũi? Có thanh cua không vậy hả? Hả? Có thanh cua không cháu, có mua bánh hả? Ôi cái bịch này ở nhà còn bịch, hôm bữa mua còn bịch nhá không? Về pha hết rồi uống nữa. Cái bịch khác đi, bịch bánh đi. Tráng nè. Tráng nè. Lấy đi, ăn bịch nào lấy đi con. Màu xanh dương. Một màu đó thôi hả? Hai bịch luôn hả? Được không? Được không? Rồi đi. Để đây đi. Hồi nay mua đồ màu xanh dương không mũi? Đồ màu xanh dương không kìa. Dạ. Bye bye. Bạn chào. Này là bán đắt quá. Này là bán đắt quá. Ngồi ghế lại mà một chút đi. Ngồi ghế đi con. Ngồi ghế đi. Chiều nay không có học mà. Bạn á. Bạn chạy vô túi tổng rồi. Bye bye bạn, về đi. Thôi về. Lấy nón đội vô nè. Chiều nay nghỉ phải không? Có hỏi bạn không? Sao không hỏi bạn chiều nay lớp mình có nghỉ không? Chắc nghỉ nha. Thấy mấy bạn, mấy lớp kia nghỉ hết trơn nè. Xách đồ của con đi. Ủa không có dặn con à, dặn hả? Không có, nó không có nghe, không biết nữa. Cô có dặn không? Cô dặn nghỉ không? Có không? Không biết nữa hả trời ơi. Bạn có đó không? Hỏi bạn thử coi. Bạn đi mất tiêu rồi. Chắc nghỉ hết. Về nha. Treo không? Treo không? Treo không? Muội về tới đây, xách đồ vô cho anh hai. Muội ơi quá trời luôn. Xách nước vô cho mẹ xong, xách cặp vô luôn. Anh hai đâu, anh hai đâu? Wow, anh hai với cậu ba ngồi đây luôn. Đợi, coi hình hả? Muội xách vào đây, muội ơi tham gia, mẫu ơi đẻ lên. Bơi qua tham gia, đẻ lên. Cậu ba nhanh quá. Đổ ra, đổ ra. Rồi muội xé luôn, rách bao luôn rồi. Wow, nhìn nè, cô thấy chưa? Mũi của thanh cua nhiều lắm. Gì vậy anh hai? À em học bơi hả? Hai coi em học bơi. Mai mốt mũi học bơi nữa không? Mẹ đăng ký cho mũi học bơi thêm mũi. Trời ơi nè. Con có bằng bơi nhưng mà con chưa biết bơi. Con có bằng bơi mà chưa biết bơi. Ăn không? Mở ăn nào. Mẹ ơi, nó mẹ nay hình gì? Mẹ không biết. Hình gì? Ôi, hình giống như là chuyện cổ tích vậy. Cậu ba làm gì vậy? À, anh hai khoái bịch snack đó đó. Ăn gì vậy? Cua đi. Đây là đùi gà gông biển. Còn đây là đùi gà phô mai. Sao cái gì của con? Cậu ba cũng lấy cho anh hai bảo hết vậy? Thì con mua nhiều là cho anh hai này chứ gì nữa, phải không? À, bảo bịch mũi lại, bảo nói gì vậy? Nó nói không. Anh hai, ủa cậu ba mở qua bơi cho anh hai kìa. Nhảy qua cái khác rồi, nhảy qua khác. Ăn đi mà. Rồi mũi có cái gì mũi? Kẹo cây bút. Kẹo cây bút mà bút này viết không được quá hả? Bút này viết được không? Rồi anh hai ăn thanh cua đã quá. Ngon không anh hai? Yeah. Sao mà mũi? Cậu ba, mũi nay mũi cũng có kẹo cây bút nhưng mà bút này viết không được. Bút này bị chảy mực ra là ăn. Ăn mực không của ba để con ăn. Ăn mực không. Nó tự chảy mực ra luôn chứ không có ăn. Chứ không có viết được chứ. Không viết. Kẹo không? Đúng, mực là kẹo. Cái này là gì mũi?
nuôi sò, nuôi chiên, thanh cua. Con này là gì? Kẹo kéo hả? Cái này là ồ ngon, ồ ngon, ồ ngon. Salad ồ ngon. Con nhớ có cái bài hát gì về kẹo kéo hả, nhưng mà con quên mất rồi. Bài hát gì mà về kẹo kéo? Mô cây kẹo kéo là gì á? Mỗi nói mẹ con biết đường là xà lơ. Rồi có cái quạt mới nữa hả? Ừ, anh hai coi em bơi nữa đi. Ờ, em thi bơi cho. Ừ, là mở cho anh hai ăn đi. Rồi cho anh hai miếng, cho anh hai miếng. Nách mày mỏng quá ha. Rồi cái bịch này, cái miếng khoai tây mỏng 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 hơn trong cái hũ nè má. Cái vị nó ngon. Vị nó ngon lắm hả? Vị gì mà ngon? Coi coi. Vị tôm càng đúc lò, phô mai tan chảy. Ôi thôi bye bye, chào tạm biệt hai anh em Mão với Muội nha. Ừ. À, có đó, trong đó đó con, cái vị ngon đó là nó ướp phô mai trong đó rồi. Cho anh hai miếng nữa đi. Nhưng mà thấy nó không tan chảy nè. Mẹ không? Thì nó không có tan chảy, nó tan chảy lúc nó nướng thôi nè Mão. Mão không thèm hả? Ăn không? Ăn tan chảy nè. Ừ, nè Mão. À con, cái con tôm đi phải không? Ừ, có hình tôm tan chảy nè. Rồi bye bye. Mẹ mua có cái ạ. Ủa mẹ mua hai cái lận mà. Ở, anh hai lấy cái quạt của Muội nè. Hai cái nó mất tiêu hai cái rồi. Mua cho hai anh em chứ cho con nè, con mua cái bịch nữa thì để giữ phòng rồi mày thấy không? Trời ơi, anh hai giục luôn, anh hai giục cái quạt của Muội luôn. Cái gì cũng phải có hai anh em. Ừ, cái gì cô hay có hai anh em. Chào tạm biệt Muội nha. Chào tạm biệt Mão nha. Chào tạm biệt các bạn. Ngày nữa mà Hư có một con lá đi xin kẹo trong ngày ha Hư Huynh. Đâu? Tự nhiên lạc vô một cái lâu đài. Có một mặt trăng già đang ngủ. Và có thêm một con hươu cao cổ ở Bình Dương tới. Và cô bé liền vào đó và xin được